Nào, xin mời. Xin mời. Cắt máy. Ông bị sao thế? Bệnh đại tràng của tôi lại tái phát. Đau bụng quá ông ơi. Cứ ăn vào là đau bụng, đi ngoài mất tự tin và khổ sở lắm. Ôi chú, chú bị làm sao đấy ạ? Chú Thắng à, bệnh đại tràng của chú gần 40 năm rồi, chắc là sống chung với nó cả đời thôi. Chú bị làm sao đấy? Chả phải khi anh tới chơi, tôi đã chẳng mà ăn tành không cả. Ôi trời. Cô sao thế? Viêm đại tràng mãn tính, chữa mãi chả khỏi. Yên tâm, tôi đã có cách. Xin chào bác sĩ ạ. Chào anh Quang Hạng. Chào mọi người. Chào bác sĩ ạ. Giới thiệu với tất cả mọi người, đây là bác sĩ thầy thuốc ưu tú Hoàng Đình Lân. Và hôm nay tôi đưa mọi người tới đây để tìm hiểu về bệnh viêm đại tràng cấp và mãn tính. Dạ thưa bác sĩ, tất cả mọi người ở đây đều nghĩ rằng bệnh viêm đại tràng là khó chữa. Theo ý kiến bác sĩ thì như thế nào ạ? Vâng, thưa anh Quang Thắng và mọi người ở đây, bệnh viêm đại tràng thì nó có hai loại, viêm đại tràng cấp và viêm đại tràng mãn. Bệnh viêm đại tràng là một bệnh cũng khó chữa, nhưng ngược lại cũng không phải là không chữa được. Điều trị dùng thuốc thì có thể điều trị dùng thuốc Tây y và điều trị dùng thuốc Đông y. Để điều trị Đông y thì có rất nhiều vị thuốc và bài thuốc cổ phương có tác dụng chữa nguyên nhân lẫn triệu chứng của bệnh. Và đặc biệt là gần đây có đại tràng Tâm Bình là một bài thuốc cổ phương và gia truyền của Tâm Bình, đã trên cái nền của bài Tứ Quân Tử Thang, nó đầy đủ các cái yếu tố gồm các nhóm hành khí, bổ khí, thanh nhiệt, nhuận táo, kiện tỳ vị. Nó theo cái cấu trúc gọi là quân thần đả sư rất đầy đủ. Do đó các bác yên tâm rằng nếu dùng thuốc Đông y kiên trì và khắc phục chế độ kiêng khem tốt theo thầy thuốc có chuyên khoa thì bệnh đại tràng sẽ điều trị được. Với các chuyến đi lưu diễn xa dài ngày, khi việc ăn uống thất thường, không đảm bảo vệ sinh, đại tràng Tâm Bình là người bạn đồng hành không thể thiếu, giúp đại tràng của tôi luôn ổn định. Và hơn thế, tôi có thể mang kinh nghiệm bài thuốc hữu hiệu của mình giúp ích cho những người xung quanh, vứt bỏ được gánh nặng bệnh tật. Chúng tôi sống vui, sống trọn vẹn và ý nghĩa. Cảm ơn đại tràng Tâm Bình. Đại tràng Tâm Bình, ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.